sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, dùng phương tiện hướng dẫn vô lượng vô số hữu tình và vô dư y niết bàn không? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đều suy nghĩ, ta nên tu hành 6 ba la mật đa, thành thục hữu tình, niêm tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sẽ chứng vô thượng bồ đề, dùng phương tiện hướng dẫn vô lượng vô số hữu tình và vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, ví như đom đóm không nghĩ như vậy, ánh sáng của ta có thể chiếu khắp châu thiệm bộ, làm cho rực sáng. Cũng vậy, tất cả thanh văn độc giác không nghĩ, ta sẽ tu hành 6 ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sẽ chứng quả vô thượng bồ đề, dùng phương tiện hướng dẫn vô lượng vô số hữu tình vào vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, thí như ánh sáng mặt trời sáng rực khắp cõi châu thiệm bộ, không có chỗ nào mà không chiếu đến, như vậy đại Bồ Tát đều suy nghĩ, ta sẽ tu hành 6 ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chứng quả vô thượng bồ đề, dùng phương tiện hướng dẫn vô lượng vô số hữu tình vào vô dư y niết bàn. Này Xá Lợi Tử, do đó nên biết tất cả trí tuệ của thanh văn độc giác so với trí tuệ của đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chỉ trong một ngày thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, cho đến cực số phần cũng không bằng một. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm thế nào có thể vượt qua địa vị tất cả thanh văn độc giác, có thể được địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, có thể làm thanh tịnh Phật đạo? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm tu hành 6 ba la mật đa, an trụ pháp không vô tướng vô nguyện, nên có thể vượt qua địa vị thanh văn